hướng dẫn sử dụng template chọn để so sánh hai vế. Trên EDU Live, template chọn để so sánh hai vế là một nội dung mẫu về trò chơi tương tác. Bạn hãy chọn vào dấu 3 chấm để chọn phương án thích hợp. Sau đó ấn kiểm tra để kiểm tra đáp án. Với template này bạn có thể tạo hoạt động ôn tập phép so sánh, lựa chọn từ còn thiếu trong câu. Để chỉnh sửa nội dung, thay đổi câu hỏi và đáp án, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào nút thêm slide ở góc dưới bên phải. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là chọn để so sánh hai vế. Bạn chọn vào template đó. Tiếp tục bạn chọn nút thiết lập góc dưới bên phải. Sau đó sẽ hiện ra bảng thiết lập, bạn sẽ thay và chỉnh sửa nội dung ở bảng này. Trong bảng thiết lập này, đầu tiên là chỉnh sửa tên tiêu đề. Xóa nội dung mẫu đi và nhập nội dung mới theo ý muốn. Sau đó là các phương án lựa chọn, trong ví dụ là các dấu so sánh. Tiếp theo là bộ câu hỏi, cột 1 là vế trái, cột 3 là vế phải, bạn hãy nhập đề bài vào các cột này. Sau đó là điền đáp án đúng ở cột thứ 2. Thêm các câu hỏi tiếp theo. Sau đó, bạn có thể thay đổi ảnh nền, ảnh minh họa từ máy tính hoặc ảnh mẫu của EDU Live. Cuối cùng, bạn đã chỉnh sửa xong thì bạn hãy chọn nút áp dụng. Chúng ta cùng xem thử. Bạn hãy chọn vào dấu 3 chấm để chọn phương án thích hợp. Sau đó ấn kiểm tra để kiểm tra đáp án. Việc sử dụng template sẽ giúp mất ít thời gian soạn giảng, mà vẫn có những nội dung chất lượng. Hãy chuyển các ý tưởng của bạn thành bài giảng hấp dẫn trên EDU Live. Chúc bạn thao tác thành công! EDU Live.